Vâng, xin chào các bạn đã đến với channel của Ca Ếch Cảnh nhé. Đây, hôm nay mình có một cái quạt cơ. Một số cái clip trước thì mình cũng đã có hướng dẫn các bạn là chế cái quạt điều khiển treo tường hay là chế cái quạt đứng điều khiển. Đây, hôm nay có một cái quạt ở nhà mình sử dụng. Các bạn thấy cái quạt ở nhà sử dụng thì khi mà ở nhà thì các bạn thấy là những bé, đây mình đã ghim điện rồi nha. Những bé các bạn hay lại bật quạt như này. Đó. Các bạn thấy buồn buồn cái bò lại bật quạt. Các bạn thấy quạt này quạt cơ sử dụng nút này. Đó, các bạn thấy buồn buồn thì bò lại bật nút lên vô quạt nó quay, lỡ đưa tay vô thì mất công lắm, nguy hiểm. Thì hôm nay nhà của mình có em nhỏ cho nên mình sẽ chế cái quạt này thành một cái quạt sử dụng remote điều khiển từ xa. Đây. Hôm nay mình sẽ dùng một cái bộ điều khiển nha các bạn. Này mình sẽ dùng một cái bộ điều khiển này. Đó, thì mình sẽ chế cho cái quạt này. Đây các bạn, để mình mở cái bộ điều khiển cho các bạn xem. Bao gồm một cái mạch điện tử. Đây, một cái mạch điện tử và một cái remote. Ở trên cái hộp của nó thì nó sẽ có hướng dẫn cho các bạn cách mắc. Nhưng mà nó viết toàn là từ chữ Trung Quốc không à. Thì một hồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đấu dây từ cái quạt này đấy thành thành một cây quạt điều khiển từ xa nha các bạn. Rồi thì bắt đầu mình sẽ tiến hành mình làm thôi các bạn. Đây mình sẽ rút điện này. Đó, các bạn hạ cái quạt xuống nhé, để cái dây mạch không bên đi, các bạn hạ cái quạt xuống. Này các bạn sẽ phân tích từ từ này. Đầu tiên chúng ta sẽ cắt sợi dây rút này ra này. Đó. Các bạn sẽ cắt sợi dây rút này ra nha. Rồi. Xong các bạn sẽ thấy cái đầu trên đây xuống thì các bạn sẽ thấy có 1 2 3 sợi dây số và một sợi dây nguồn này. Đó thì các bạn sẽ cắt những cái sợi dây này ra. Đây, mình sẽ cắt các cái sợi dây này ra đi. Đây. Cái này mình cắt ra luôn nha các bạn. Cái này các bạn cắt ra luôn nha. Đó, các bạn cắt sợi dây nguồn này ra này. Đó, các bạn cũng cắt cái sợi dây nguồn này ra luôn này. Đó, hai sợi. Rồi, các bạn sẽ cũng cắt ba cái sợi dây số này ra luôn. Dây vàng này. Dây hồng này. Dây trắng này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ được như vậy. Đó các bạn, tại sao mình chừa cái này để mình một hồi mình có thể mình cắt ra mình nối vào đây luôn. Rồi, thì bây giờ cái sơ đồ đấu mạch các bạn nhìn này. Cái sơ đồ đấu mạch mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đấu mạch cái sơ đồ này. Cái số trên đây các bạn nhìn này. Trên đây nó sẽ có ghi số nè. Đó, các bạn sẽ thấy là số 1 đầu tiên này. Số 2 này. Số 3 là tiếp theo này. Còn cái số này là số quay túp năng đó các bạn. S quay kép là túp năng, là nó có ký hiệu trên đây này. Đó, S quay kép là túp năng. Còn cái hai cái bìa này là cái sợi dây nguồn vào. Còn cái sợi dây này các bạn đấu là sợi dây chạy á. Sợi dây chạy là sợi dây màu bạc này này. Đó, bìa bên đây. Rồi, thì như vậy thì các bạn sẽ tiến hành các bạn đấu thôi. Đó, các bạn sẽ cắt ra nhé. Cắt dây điện này ra.
Chúng ta cắt cái sợi dây màu bạc trước. Đấy. Rồi các bạn sẽ đấu vào cái sợi dây này là sợi dây chạy nha các bạn. Các bạn sẽ đấu vào cái phần dưới này trước. Rồi các bạn dẫn siết vào nha. Đây, cái này là sợi dây, này là sợi dây chạy. Xong, ba cái sợi dây số thì các bạn sẽ đấu là màu trắng là số 1 nè. Đấy. Này là màu trắng là các bạn đấu dây số 1 nha. Màu vàng là số 2 nè. Màu hồng là số 3 nè. Đó. Này là mình đang hướng dẫn cho các bạn chế từ một cái quạt cơ thành một cái quạt điều khiển từ xa nha các bạn. Bạn nào xem các bạn thấy hay các bạn nhớ bấm like nha. Like, đăng ký kênh để ủng hộ mình. Còn bạn nào muốn nhận thông báo nhận các video mới nhất thì các bạn cứ bấm dấu chuông cái bên. Khi các bạn đăng ký các bạn có thấy cái dấu chuông cái bên đó thì các bạn bấm chuông nhé. Đây số 1 này, các bạn dẫn siết vào. Đó, số 1 này. Màu vàng là số 2 này. Màu vàng số 2 thì các bạn nha. Các bạn dặn vô màu vàng là số 2 nè. Đó, rồi. Ok. Xong rồi màu hồng là số 3 nè. Thì các bạn sẽ đưa vô màu hồng là số 3. Ở đây. Rồi, ok. Sau khi chúng ta đã đấu bốn sợi dây là sợi dây bạc là sợi dây bìa đây. Xong rồi tới sợi dây trắng là số 1, vàng số 2 và màu hồng là số 3. Thì các bạn sẽ đấu tiếp hai sợi dây nguồn. Đây, hai sợi dây nguồn thì các bạn dây nguồn vào của nó là điện 220 cho nên các bạn không cần là phân biệt nó là dấu cộng hay là dấu trừ. Đây thì các bạn sẽ này các bạn sẽ để vào hai cái chốt ngoài bìa. Các bạn sẽ dặn vít vào nhé. Dặn siết vào nha các bạn. Đó các bạn dặn siết vào nha. Rồi cho nó cứng vào. Đó. Đây cái sợi dây này cũng vậy luôn. Thì các bạn sẽ dặn siết ốc vào. Rồi ok. Sau khi đã kết nối mạch điện tử xong thì chúng ta sẽ bây giờ chúng ta sẽ ghim điện lên chúng ta thử một cái. Coi cái quạt nó quay không nha các bạn. Chúng ta ghim điện lên chúng ta thử một cái. Đây các bạn sẽ Đây mình sẽ để cái dĩa mạch ở đây nha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt điện lên mình thử nha các bạn. Nhớ remote các bạn để pin vào nha. Các bạn để pin vào sẵn nha. Rồi này, mình đã để pin vào sẵn này. Rồi thì các bạn sẽ tiến hành các bạn. Đây bây giờ mình sẽ ghim điện lên mình thử nè. Đó. Ghim điện lên nha các bạn. Này, sẽ ghim điện lên. Đó các bạn sẽ nghe nó kêu một cái tít này. Này mình sẽ bấm nút mở nguồn trước nha. Trên điều khiển này nó có cái chế độ là tắt mở nè, on bit là lớn nhỏ nè, hẹn giờ nè. Smart là chỉnh chế độ nè, swim là quay qua quay lại. Cái này mình không có gắn tính năng cho nên mình không bấm swim. Đó. Rồi các bạn sẽ bấm mở này. Đó. Đầu tiên mình bấm mở các bạn thấy quạt bắt đầu nó quay các bạn thấy không? Bắt đầu mình bấm nút số 2 chứ on bit là số 2 này. On bit nữa là số 3 này. Tắt này. Đó các bạn thấy không? Nó rất là tiện lợi các bạn thấy không? Rồi, thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình ráp vào thôi nha các bạn.
Đấy, bây giờ mình chế bây giờ bắt đầu mình bây giờ mình cúp điện đi. Đó. Cúp điện bắt đầu giờ mình sẽ lắp cái này sao cho nó hợp lý nha các bạn. Đây các bạn sẽ bỏ luôn cái di mạch nó nằm trên đây nè. Nó cái di mạch các bạn bỏ nó nằm trên đây nha. Rồi còn cái đầu này. Cái đầu này thì các bạn sẽ cho nó thò ra ngoài đây nè. Đó, cái đầu này các bạn sẽ cho nó thò ra ngoài đây nhé. Thì mình sẽ thay đổi cái mũi khoan này. Cái mũi khoan hồi nãy là mình khoan nó không vô. Thì bây giờ mình sẽ dùng một cái mũi khoan này các bạn. Đó. Vậy các bạn sẽ thấy mình dùng một cái mũi khoan này, này. Thì mình khoan cho nó có một cái lỗ nha các bạn. Đó. Mũi khoan này khoan rất là dễ dàng. Rồi, ok. Bây giờ thì nó đã có một cái lỗ rồi. Thì chúng ta sẽ chưa được cái lỗ này còn hơi nhỏ. Rồi. Đây các bạn. Đó, các bạn sẽ thấy cái cảm biến này nó thò các bạn nè. Rồi, ok. Ngon. Thì đây thì chúng ta sẽ để nó cố định đây là ok rồi. Rồi. Mình sẽ lấy cái đầu này ra. Để chúng ta ghép lại nha các bạn. Rồi, ngon. Đó, các bạn thấy không? Rồi, giờ mình sẽ ghim điện, mình thử cho các bạn xem này. Đó. Rồi, nó kêu một cái tít rồi các bạn thấy không? Các bạn nhìn này. Giờ mình sẽ điều khiển cái quạt này cho các bạn xem nha, bằng remote này. Mở này. Đó. Quá im. Các bạn bấm on speed là chỉnh chế độ số 1, số 2, số 3 này, số 2 này. Đó. Nó sẽ nhẹ hơn này. Số 3 này. Đó. Quá im luôn. Giờ mình muốn tắt quạt này. Đó các bạn từ xa các bạn cũng tắt cái quạt này được, nhưng mà nói chung là mình xài remote thì các bạn từ xa các bạn vẫn tắt được. Cái này là mình ở gần mình bấm cho các bạn xem thôi, nó mình tắt quạt rồi đấy. Còn giờ các bạn bấm cái này, nút này là mình đã cắt dây điện rồi đúng không? Đó, cái nút này thì mình đã cắt dây điện rồi. Thì các bạn bấm nút thì nó sẽ không, ví dụ những em bé lại bấm nút thì sẽ bấm không được nữa. Đó. Con nhà có con nhỏ thì xài rất là tiện các bạn. Đây mình sẽ mở quạt lên này. Đó, quá im luôn các bạn thấy không? Quá ngon luôn. Bắt đầu bấm, các bạn bấm số này, số 2 này. Quá im, nói chung là cái quạt mà chế sang điều khiển này là quạt quá im luôn các bạn. Đây quạt rất là ngon luôn. Rồi. À, các
cảm ơn các bạn đã xem video nha. Nếu các bạn thấy hay, các bạn nhớ bấm like, đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người cùng biết nhé. Rồi thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ sau.